Hôm nay tôi sẽ tạo ra những trận chiến điên rồ nhất trong lịch sử và đây là Ultimate Epic Battle Simulator. Trận chiến đầu tiên giữa 500 con quái vật và 500 binh sĩ. Let's go! Còn chơi gì nữa? Tôi sẽ chọn binh sĩ tại vì nó khá là ngầu mọi người à. Rồi giao chiến rồi, giao chiến rồi. Trận này sẽ lâu đây. Hai quân này khá là cân bằng luôn ấy, không biết ai thắng. Có vẻ quân xanh đã giết được 112 con gì đấy. Có vẻ là tôi đang thắng đấy. Quân xanh đang chiếm lợi thế. Tuổi luôn. Tôi thấy là quái vật đang thọt hơn quân của tôi đấy. 188. Có vẻ là tôi sẽ thắng đây. Come on nào. Đấy, quân tôi đã có chiến thuật là bọc đằng sau chọt đít nó. Let's go. Rồi. Còn 50 con thôi. Cố lên, Còn 3 con. 2 con, 1 con duy nhất. Yes. Trận chiến đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa 500 con zombie và 2 con T-Rex. Liệu ai thắng đây? Nhưng mà trước tiên là tôi chọn zombie rồi đấy. Tại vì zombie nó đông hơn mà. Và tôi nghĩ với khả năng của 2 con T-Rex này cũng không vừa đâu. Come on. Come on zombie, cố lên. Let's go. Ui, hai con T-Rex kìa. Nó cắn là một vùng chết luôn ấy. Đấy, nó cắn là phát là 3 thằng chết. Có vẻ là không ổn rồi. Ui, giết nó đi mọi người, giết nó đi. Ổn mà. Chơi nó, đúng rồi, cắn nó. Ừ, một con. Con khủng long đạp lên cũng chết nữa. Có vẻ là zombie đang chiếm phần đa số rồi. Rồi, chuẩn bị thắng rồi mọi người à. Nói chung là nó cũng giết nhiều đấy. Đấy. Yes. Let's go. Zombie đã thắng. Chúng ta sẽ có 100 con gà đấu với 100 thần thoại Hy Lạp. Let's go. Come on gà. Đương nhiên là tôi sẽ chọn số đông rồi. Cố lên nha gà. Nhưng mà sao bên đây nó lực lưỡng nha. Ngầu vai. Mong là con gà tôi có thể làm một cái thứ gì đó tốt cho đời. Come on, let's go baby. Ui, nó thụt hai cái là toàn rồi. Trời ơi, gà của tôi. No. Máy chicken. Kiểu này là chắc tôi cống nạp lương thực cho mấy thằng này rồi. Nó đưa giáp ra là đỡ là chết mấy con gà của tôi luôn. Gà ơi. Trời ơi, không giết được thằng nào luôn ấy. Ồ, mai. Rồi, mày làm cái gì đó đi gà. Skill của mày đâu. Trời ơi. Nhìn số gà của tôi thiệt mạng kìa mọi người. Trời ơi. Không thể tin được luôn. Rồi, good job luôn. Có đứa nào bay ra đây luôn này. Trời ơi. Trời ơi gà. Rốt cuộc cũng giết được một thằng. Ổn. Nói chung là cũng được rồi mọi người à. Giết một thằng lấy danh dự. Chúng ta sẽ có 100 người thuộc bộ tộc bắn cung siêu giỏi và 1000 kỵ binh. Liệu ai sẽ thắng đây? Đương nhiên là tôi sẽ theo số đông lần nữa. Mong là nó sẽ thắng. Cái bộ tộc này là siêu mạnh luôn ấy. Nó bắn nó văng ra kìa. Ôi dồi. Oh my god. Nhìn này. Thôi tôi chọn bộ tộc này nhé. Ui, nó bắn kìa. Nó bắn mà không chạy tới được luôn ấy. Oh my god. Tiếp cận đi nào. Không tiếp cận được ai. Ui, nhìn xác này. Không tới được luôn. Này, nhìn con này bắn. Đấy, đụng được đâu. Sao chơi. Nói chung là tôi thắng nhau mọi người. Tại lúc đầu là tôi chọn tem này, chứ không phải tem bên kia. Chúng ta sẽ đi đến tương lai và chứng kiến trận đấu giữa 100 con người máy khổng lồ và 1000 con người máy nhỏ. Let's go. Còn chân chơi gì nữa, chơi nào. Ở mày đùa tao à. Cố lên nào mọi người, nó mới giết được 2 con thôi. Còn sống sót được. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn tem nào giờ nha. Chắc tôi chọn con này quá. 100 con người máy khổng lồ. Come on. Bắn nó đi. Bắn nó. Đúng rồi. Bắn mạnh vô. Trận đấu diễn ra khá là quyết liệt. Bên tem tôi vẫn chưa con nào chết cả. Chắc có lẽ là nó quá mạnh rồi. Ui, nó văng kìa. Ui, một viên thôi mà nó văng. Ui, mà nó vẫn chưa chết nha mọi người. Nó chỉ văng ra rồi và nó sẽ tự đứng lên và rồi sẽ bị bắn ngã tiếp. Ôi, bên tôi chết 3 con rồi. Mà tôi sẽ thắng nhanh thôi. Tôi sẽ thử nhập vai vào một trong số những con này. Bắn. Khá là ổn chứ nha. Tôi bắn chết được quá trời người luôn ấy. Mày sao? Bên này đông thế sao không bắn bên đấy nha. Một khi tao đã lái là không thằng nào giết được tao. Tiếp nào. Mày sao? Mày chơi ai? Chủ động lên tăng luôn. Tung nó. Ui, tôi đạp nó được. Ui, nó bắn đầu thế. Ui, mấy này nó chơi, nó đứng sau gốc cây này. Ui, như tem tôi không bắn được. Tem tôi không bắn được qua cái đồi này. Nào, trong tem mình chơi ngu vậy. Chơi vũ khí hạt nhân chết hết luôn. What the f. Chào mừng anh em trở lại với thế giới động vật. Và trận đấu này sẽ diễn ra với 1000 con gà và 1000 con chim kinh cục. Trời thôi, chần chờ gì nữa. Tôi sẽ cho gà hả? Gà biết đá đó. Nên là tôi sẽ chọn gà đấy. Kèo này khá là khó đoán luôn ấy. Chạm mặt nhau rồi. Ui dồi. Ui sao con gà bên tôi gà thế. Phải toàn lông gà của tem tôi không thôi. What the f. Man, tiến lên gà. Trời ơi, người ơi. Sao gà phế thế. Ui, giờ tôi mới biết là chim cánh cụt dùng mỏ để tấn công luôn ấy. Trời ơi.
Rồi, sao toàn thấy màu xanh không vậy? Màu trắng biến mất rồi. Ê, còn. Bàn luôn. Có vẻ đây là trận đấu khủng nhất trong lịch sử loài người luôn ấy. Ý tôi là loài khủng long với lại loài người máy thôi. 500 con khủng long và 500 người máy khổng lồ. Liệu ai sẽ thắng đây? Tôi thì tôi không biết rồi, chắc tôi sẽ chọn người máy. Chơi nào. Ôi, mấy thằng người máy nó không đánh à. Bắn đi chứ. Ui, mấy thằng người máy. Ui, nó chạy tới đây nó bắn. Come on. Wow. Oh my god. Trời ơi, nhìn mấy con T-Rex kìa. Đông thực sự luôn ấy. Có vẻ người máy đang thọt. Ui, người máy chưa giết được con nào luôn. What the f man. Tao chọn chúng mày đấy. Đừng làm tao thất vọng chứ. Ui, giết được con, đúng một con mọi người à. Ui, nói chung là T-Rex có bộ hàm chắc thế. Cắn nát robot luôn. Ôi, tôi bị cắn. Tôi sẽ lao vô thử đàn khủng long này. Ui, chết nhanh thế. Mượn con khác thôi. Con nào đủ máu ấy, lao vô. Ui, nó cắn một cái tôi chết luôn. Tôi thấy toàn màu đỏ không mà. Không thấy màu xanh luôn. 8:01 PM. Thôi, đánh từ sáng đến tối, rút cuộc team tôi cũng còn 6 con. 5 con, 4 con, 3 con, 2 con, 1 con. Ôi, cái này tôi không biết đâu nha mọi người. Cái này là từ trên trời đâu rơi xuống cục thiên thạch á chứ. Hai đội quê nhau. Chúng ta sẽ đến với trận chiến đấu giữa 500 Santa và 500 hội người lùn. Trời ơi đấy, ông già Ren liệu có kỹ năng gì không đây? What the hell? Tôi nghĩ là tôi nên chọn hội người lùn. Tại vì nó cầm rìu còn ông Santa cầm kẹo. Có vẻ là tôi đang áp đảo đấy. Come on. Hình như màu xanh đang áp đảo màu đỏ thì phải. Yep, let's go. Yes. Thấy chưa, tôi nói là thắng mà. Easy peasy man. Trận chiến đấu giữa kỵ sĩ bí ngô với 500 zombie. Liệu ai sẽ thắng? Có vẻ là tôi sẽ chọn kỵ sĩ bí ngô. Tại vì nhìn nó ngầu hơn. Chơi nào. Zombie cứ lề mề ấy. Mà không sao. Có vẻ là trận chiến này sẽ nghiêng về tôi hơn. Chơi nó. Đúng rồi. Tung nó đi. Hợp lý luôn. Ôi ơi. Tuổi mà chặn luôn ấy. Rồi áp đảo chắc rồi. Áp đảo chắc rồi. Nhìn này nhìn này. Zombie đang bị tan xác ấy. Bốc hơi luôn. Không thấy gì luôn. Ôi. Nó gọi là dễ. Nói chung là tôi cũng biết trước được cái tình hình như vậy rồi. Không có gì là bất ngờ cả. Chúng ta sẽ có 500 người của tương lai và 500 người của thời xa xưa. Liệu ai sẽ thắng? Tôi nghĩ là tương lai sẽ thắng rồi, đương nhiên rồi. Ui, nó bắn xa kìa. Ui rồi. Bảo đạn luôn á trời. Nhưng mà nó vẫn chưa giết được bên kia một con nào nhá. Tại bên đây có giáp ấy, khá là trâu. Nên là... Ui, tiến lên. Chúng ta có thể thắng được mà. Đậu xanh. Tôi sẽ vô, tôi chỉ huy. Trời. Ê, núp cây, ơi, núp vô cây. Ôi, đậu xanh thôi. Ôi, tôi không núp vô cây được luôn á. Ôi, trận chiến này không công bằng tí nào cả. Tụi tôi còn không tiếp cận được nữa cơ mà. Rồi, đứng đây là chết rồi. Không tiếp cận được thì chạy, né đó. Xanh đó, chạy. Tôi sẽ bọc đường vòng vậy. Núp vô mấy bụi cây á. Ôi, nó bắn xuyên cây luôn à. Né. Xong đấy, mày ngu thế. Ai bắt kèo ngu thế nha. Và đấy là những trận chiến kinh điển nhất trong lịch sử. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.